Xin chào các bạn, thì chiều nay mình sẽ tiếp tục quay các em khối 7 sẽ đi vào lớp 7A1 nha. Mời quý vị các bạn cùng theo dõi. Hello. Mấy em vỗ tay lớn lên nè, hát lớn lên các bạn nha. Vỗ tay mấy ơi. Rồi xin cảm ơn lớp 7A1. Rồi tiếp theo mình sẽ vào lớp 7A2, xin mời quý vị các bạn cùng theo dõi nha. Đây lớp 7A2 trang trí rất là đẹp. Hello. Rồi bây giờ các bạn lên hát bài tập thể tặng lớp đi, vô bắt nhịp vô lâu nguyên lớp hát đi. Rồi mình lên bắt kịp coi như. Rồi rồi. Bốn một trận. Thiên tài. Ngồi đấy đi. Vô ngày vô ngày. Ngồi đó. Ngồi. Bắt kịp đi. Ngồi cái bài đó chúng ta. Rồi tiếp theo là lớp 7A3, xin mời quý vị các bạn cùng theo chân mình vô lớp 7A3. Hello. Trời ơi nhiều người. Mà bác lạc à. Quay quay lên. Quay liền. Trần Mỹ Nguyên. Huyền Trang học sinh giỏi. Ồ, Doraemon mới chịu nha. Chàng Thảo Danh. Chào. Dễ thương. Tiếp theo mình sẽ vào lớp 7A4, xin mời quý vị các bạn cùng theo chân mình nha. Tiếp theo em mời các bạn vô lớp 7A6. có khổ làm Ghiền quý. Những kỹ năng sống mà chúng em được giáo dục qua các bài giảng trên lớp để chúng em như các vị nhỏ chào chào có thể làm là làm cho khoảng thời gian năm 2 này em ôm để nói đi sâu vào trong tâm trí là nên phút này đây sau cái cảm xúc cứ đường nét nên có là còn xanh hoài xa vô sai những người bạn thân thương các tên trường trung học cơ sở trung tâm là các con cho chúng em những thời gian năm 2 những thế hệ học sinh là các con nơi đây ai hỏi trong tim mà cắt sâu một lần nữa em xin đại diện cho toàn thể học sinh trường gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến tập thể các lãnh đạo ban giám hiệu nhà trường cùng quý thầy cô đã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất nơi tụi em học tập chơi. Xin chân thành cảm ơn tập thể cô sẽ luôn cố gắng chúng ta học tập để đạt được thành công nhất trong năm học sắp tới. Trước khi dừng lời xin được gửi lời sức khỏe đến các cấp lãnh đạo đến quý thầy cô để đưa những kiến trò đến mức tiếp tục cập bến. Chúc quý thầy cô sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp chồng người. Chúc tất cả các bạn học sinh luôn vui tươi hồn nhiên và học tập tốt. Chúc cho mái trường trung học cơ sở chuyên gia cô ngày càng đạt nhiều thành tích hơn. Tạm biệt nhé thầy cô. Tiếp theo xin mời quý vị các bạn vào lớp 7A7 để xem tình hình phát thưởng lớp 7A7 như thế nào nha. Quá giải thưởng quá nhiều rồi. Mình không thích khoe. Ủa, tên ai vậy? Dương hả Dương? Dạ dạ, không đâu có khoe đâu. Ngang được gì Ngang? Học sinh giỏi. Lý Thị Thanh Ngang. Tiếp theo mình vào lớp 7A8 nha. Cứ bình thường cứ bình thường. Hello hello hello, chào 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 ơi chào. Ôi sao cái thứ vậy có gì vậy. Thôi giờ hát tập thể bài đi. Bắt nhịp cho các bạn hát đi.